Chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc xe cuốc cần dài gạo mỏ dịch nha các bạn. Ơi trời. Nó múc đất lẻ trên sông này các bạn. Các bạn thấy cần quá khủng luôn không? Cần này khá là dài luôn các bạn. Dài hơn những mấy cái cần mà hổm mình quay cho các bạn xem luôn, cái cần này các bạn mình thấy quá dài luôn, quá khủng luôn các bạn ơi. Trời ơi, khá là nghiêng luôn nha các bạn. Khá là nghiêng phà luôn nha. Tài xế này múc quá dữ các bạn ơi. À, cái gạo đó chắc không đầy nữa gì các bạn. Quá à các bạn ơi. Đất này hơi cứng cái gì các bạn. Cứng này chắc đất này hơi cứng cái gì, nhấn nó cũng ít có xuống nữa các bạn. Ý trời ơi, nghiêng phà quá trời, cái phà nó nghiêng luôn các bạn. Ồ, đất này đất đất sét trắng các bạn, đất sét trắng. Ồ, đất này đất sét trắng nha các bạn, nó hơi cứng. Ồ, còn nó nghiêng phà kìa. Thôi rồi, ui ui ui, có phà nó nghiêng nữa các bạn. Chưa đầy nữa các bạn, đầy. Ồ, thôi rồi, ui trời, ui, mình thấy cái phà nó nghiêng là mình thấy là muốn thoát tim luôn các bạn. Anh tài xế này múc đất quá dữ các bạn ơi. Đó, anh quay bên đó các bạn, quay bên đó anh nhấn đất bên đó. Đó, còn cái phần ở phà nó nghiêng nè. U trời. Nghiêng lém 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 nước luôn, cái lái ở làm sao là có thể là nó vô nước luôn nha các bạn. Cái này chiếc này hình như là chiếc 07 hay gì các bạn ơi, mình không biết chiếc này chiếc không mấy nữa. Ồ, rồi dở gạo mà đang cần lên kìa. Ơi chín rồi các bạn ơi, chín đất rồi, chín rồi. Dính này. Ồ, đập xuống. Hoàn toàn cái gạo của nó quá khủng luôn không? Ồ. Cái này C280 thấy gì các bạn, mình thấy mã số để trên cái thùng xe kìa. Ui nghiêng phà thấy quá dữ luôn các bạn. À nó không có đầy rồi các bạn ơi. Đó. Thôi rồi con muốn thấy cái lượng xe, cái lượng phà luôn các bạn, nó nghiêng á, nó nghiêng muốn thấy cái lượng phà luôn á. Chiếc này múc rất là hấp dẫn luôn các bạn. À bị dính này, dính gạo hay gì vậy, ta hả ra ta vô mà nó không có xúc đất ra luôn, chắc dính gạo hay gì các bạn. Đó. Đầy gạo. À gạo này chắc bị dính đất nữa rồi các bạn ơi. Mình thấy hả ra mà nó không lọt luôn kìa. Đó.
coi nó nghiêng đi. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Dính 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 cái đất nó dính vô cái trong cái gạo á các bạn. Ô, con có nghiêng à, nghiêng à. Tài xế này múc rất là kinh luôn các bạn ơi. Quá dữ. Đó. Nhấn thêm cho nó đầy gạo các bạn. À, dính rồi, dính cái gạo các bạn, các bạn dính cục đất kìa. Nó dính ở trong cái miệng gạo. Đó. Nhấn gạo múc đất này nghiêng qua nghiêng lại luôn các bạn. Ôi rồi lên cái vỏ xe giờ ở mày cái miệng gạo. Ồ, dính rồi, dính rồi. Dính đất rồi. Đó. Lắc lắc. Anh ta lắc. Đó. Không đầy hả gì các bạn ơi, gạo nó không đầy, múc cho thêm cho nó đầy. Đó, ôi ôi, con nó nghiêng phà kìa. Thôi rồi. Còn nghiêng nó nghiêng cái phà mà muốn thấy cái lường ở dưới luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy không? Liên nghiêng có khi là có thể là nếu mà lấy đất lên á, mà đầy gạo mà lấy cái gạo đất lên là có thể nó, các bạn thấy không? Nó nghiêng muốn thấy cái lường gà phà luôn nha. Trời ơi, không đầy gạo nữa. Đất quá cứng các bạn ơi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Đó. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Đó, đầy gạo rồi đó các bạn.